Chào mừng các con đến với phần luyện tập của Trạng Nguyên tiếng Việt, lớp 3, vòng 4, môn tiếng Anh. Ta có các từ tiếng Anh và các hình tương với nghĩa của chúng trong tiếng Việt. Nhiệm vụ của chúng ta là phải ghép các từ với các đồ vật sao cho phù hợp. Ta có car. Car. Car là ô tô, tương ứng với hình ảnh ô tô. Mirror. Mirror. Mirror là chiếc gương. Chiếc gương tương ứng với hình ảnh mirror. Ta gọi chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ trong tiếng Anh là clock. Clock. Blackboard. Blackboard là chiếc bảng đen. Blackboard tương ứng với hình ảnh chiếc bảng. Table. Table. Table là chiếc bàn, tương ứng với hình ảnh chiếc bàn. Umbrella. Umbrella là chiếc ô, tương ứng hình ảnh cục tẩy. Cục tẩy trong tiếng Anh là eraser. Eraser. Tiếp đến một chú chim. Chú chim trong tiếng Anh là bird. Bird. Orange. Orange là quả cam. Orange. Ruler. Ruler. Ruler là chiếc thước kẻ. Câu hỏi 1. Find the missing word. Hello my. Chỗ này tại điện. I'm Lily. Find the word describe the picture. Hãy tìm từ để miêu tả bức ảnh. Ta có hình ảnh chiếc cửa. Chiếc cửa trong tiếng Anh là door. Door. Câu hỏi số 3. Find the word describe the picture. Ta có hình ảnh ngôi nhà. Ngôi nhà trong tiếng Anh là house. House. Ta có flat là căn hộ. Apartment cũng là căn hộ. Room là căn phòng. Câu hỏi số 4. Find the odd one out là tìm từ khác loại. Ta có các từ ruler là thước kẻ, crayon là chiếc bút màu, pencil là bút chì và umbrella là chiếc ô. Vậy ta có ba từ đầu tiên đều là đồ dùng học tập và chỉ có từ cuối cùng là một đồ vật. Find the word lớp học. Ta có lớp học trong tiếng Anh là classroom. Classroom. Bedroom là phòng ngủ. Living room là phòng khách. Dining room là phòng ăn. Câu hỏi số 6. Find the missing word. This is my friend. Name is Linda. Ở đây ta phải điền tính từ sở hữu. Trong bốn từ she, he, it chỉ có her, chỉ có từ her là tính từ sở hữu, vì vậy ta phải chọn her name is Linda. Tên của cô ấy là Linda. Câu hỏi số 7. Find the odd one out. Tìm từ khác loại. Ta có các từ month là tháng, year là năm, week là tuần và blackboard là bảng đen. Vậy ba từ đầu tiên đều là những từ chỉ các khoảng thời gian. Chỉ có từ cuối cùng là chỉ một đồ vật, vì vậy ta phải đáp án của chúng ta là từ cuối cùng blackboard. Final word, cá sấu. Cá sấu trong tiếng Anh là crocodile. Crocodile. Dolphin là cá heo, fish là cá và shark là cá mập. Câu hỏi số 9. Find the missing word. Are you? I'm fine. Ta có các từ để hỏi. How? What? Where? When? Các bạn có thể rất quen với mỗi câu How are you? Là bạn có khỏe không? Câu hỏi số 10. Tìm từ khác loại. Car là chiếc ô tô. Jet là máy bay. Rain là cơn mưa. Bicycle là chiếc xe đạp. Vì vậy ta có 3 từ car, jet, bicycle là chỉ các phương tiện di chuyển. Chỉ có từ rain là chỉ hiện tượng thời tiết. Vì vậy đáp án của chúng ta là rain. I'm fine, thanks, and you. The word describes the picture. Ta có hình ảnh cục tẩy. Cục tẩy trong tiếng Anh là eraser.
có hình ảnh chữ thứ kẻ. Chữ thứ kẻ trong tiếng Anh là ruler. Câu hỏi số 4. Those six pencils in the bag. Ở đây nhận thấy chỗ trống là một động từ to be. Và mà ta có six pencil là số nhiều. Vì vậy, động từ to be phải là số nhiều. Those are six pencils in the bag. Câu hỏi số 5. There is. Ta gọi eraser là số ít. Vì vậy, mạng từ phải là số ít. Eraser bắt đầu bằng một nguyên âm E. Vì vậy, mạng từ phải là The word describes the picture. Ta có các từ, các hình ảnh, các chiếc bút màu. Các vật bút màu trong tiếng Anh là crayons. Và có rất nhiều chiếc bút màu, vì vậy crayons phải ở số nhiều. Câu hỏi số 7. There are five rulers in the table. Ta có five rulers là số nhiều, vậy động từ to be tương ứng với five rulers phải là are. There is orange. Danh từ ta có một quả cam, vì vậy mạng từ phải là số ít, hoặc un. Và orange bắt đầu bằng nguyên âm old, vì vậy từ phải điền là un. Câu hỏi số 9. What is amlan? Vậy ta phải điền một từ tính từ sở hữu, his hoặc her hoặc theirs. Tuy nhiên, câu trả lời là amlan, vì vậy tính từ sở hữu phải là her. Câu hỏi số 10. Come and play with me. Hãy đến và chơi với tôi nào. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học. Chúc các con một thời gian học tập, luyện tập hiệu quả trên trang trạng nguyên.edu.vn. Chào tạm biệt các con.